Đu xà không giúp tăng chiều cao, ý kiến của bạn thế nào? Không ít bài viết xếp đu xà vào nhóm những môn thể thao tăng chiều cao hiệu quả. Nhưng thực tế, bộ môn thể thao thể hình này có thần kỳ đến như vậy? Cùng Nubit Thun đi tìm câu trả lời nhé! Giữa các đốt sống của chúng ta là những địa đệm. Chúng có đường kính nhỏ, không cứng như xương, mà mềm và có thể nén lại, hoạt động như một bộ giảm sốc giúp bảo vệ các đốt sống. Khi chúng ta đứng lên, trọng lượng phần trên cơ thể được giữ vững bởi cột sống. Áp lực lớn khiến các địa đệm bị ép trong hầu hết thời gian. Việc đu xà giúp bạn cao lên về cơ bản đang đảo ngược quy trình vừa nêu trên. Các địa đệm lúc này sẽ được giãn nớ ra thay vì nén lại. Khi này sức căng cơ thể sẽ giúp bạn cao hơn. Nhưng cơ bản, chiều cao này chỉ giữ được trong vòng 1 giờ đồng hồ. Vậy đu xà có tăng chiều cao hiệu quả như lời đồn? Câu trả lời là không. Sự thật là những bài đu xà chẳng giúp ích gì cho chiều cao của bạn cả. Còn ý kiến của bạn như thế nào? Để lại bình luận phía bên dưới nhé!